Thời gian vừa qua có một câu chuyện thực tế là luật ngân sách nhà nước cho phép dùng nguồn chi thường xuyên để mua sắm trang thiết bị phục vụ bộ máy. Nhưng luật đầu tư công lại quy định các khoản chi xây mới, sửa chữa phải dùng nguồn chi đầu tư công. Điều đó dẫn đến nhiều việc rất nhỏ của địa phương như sửa cái hàng rào, cái ống cống hay biển báo giao thông là những việc đột xuất phát sinh cấp bách thì không thể dùng nguồn chi thường xuyên mà cũng không thể chờ đợi để đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn. Vướng mắc của địa phương trong chi thường xuyên và chi đầu tư này đã liên tục làm nóng nghị trường một số kỳ họp gần đây. Thời điểm mà lập dự toán phân bổ ngân sách năm 2024 và các cái công việc về sửa chữa nâng cấp tài sản công trên 500 triệu đang phải làm theo thủ tục đầu tư công. Và nếu như mà chi thường xuyên thì gần như chắc chắn là phải lách từ cái chuyện tìm cái tên cho ít bị để ý cho đến cái việc phải giải trình nhỏ to với cơ quan chức năng khi có bị hỏi tới. Xuất phát từ những khó khăn này, ngày 20 tháng 8, Chính phủ đã xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành nghị định nhằm tháo gỡ vướng mắc. Và ngày 24 tháng 10 năm 2024, Chính phủ đã chính thức ban hành nghị định số 138 quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng. Nội dung chính của nghị định cho phép dùng dự toán chi thường xuyên hàng năm để làm hai nhiệm vụ: một là mua sắm tài sản, trang thiết bị; hai là được dùng chi thường xuyên để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục trong các công trình xây dựng đã có và chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Điều này sẽ góp phần cho các bộ ngành và địa phương được chủ động sử dụng chi thường xuyên để thực hiện các cái nhiệm vụ dự án mà ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt, tạo điều kiện chủ động cho các bộ ngành địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nghị định cũng quy định rõ về quy mô đối với từng nhiệm vụ như cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục công trình đã có thì quy mô không quá 15 tỷ đồng. Và đối với mua sắm, sửa chữa thì xác định rõ thẩm quyền phê duyệt đối với từng nhiệm vụ. Trong nghị định thì cũng đã có quy định rất rõ về quy trình, thủ tục và hồ sơ trong cái việc mà trình các cấp thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ đó. Thì đối với cái nghị định 138 ra thì đã tạo điều kiện ngay cho các bộ ngành và địa phương có thể triển khai thực hiện được từ ngày 24 tháng 10 năm 2024. Việc nghị định số 138 của Chính phủ được ban hành cho thấy Chính phủ đã hết sức trách nhiệm rốt ráo vào cuộc để xử lý những điểm nghẽn là vướng mắc phát sinh từ thực tiễn nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.